Nào. Và xong chỉ miệt su bông bồn chưa rụm chết chưa rụm bia xong chỉ miệt su đò bị chi bớt khăm ai tiếng không bớt tên cái bớt tên ngày ní nhiều màu trái cầm lệ nở super bớt bớt xa bằng tó chi video thì mà phải ú bịt ní phải pí phải bay ngày ní cứ ca trái cầm lệ âm pi nơi trong chấm nốt ca bọc ca rập bọc xa thiên hạ rọt khăm ai ngày tìm phẩm buôn tỏ lá cho nên mỗi phẩm buôn đôi chất sập nơi cho nên mỗi phẩm buôn rồi chất sập nơi bê đai còn tốt của mình Việt Nam kháng chương bằng cả xong để sọc bình quốc tế xong là sọc bình tu tiền bởi tế cảm chí xa hà rõ ảm rách rí rô cục mô sô bái đảm bây chui con tốp ở đông xa này lần nol nơi tí krong và xin tàu nơi thằng ngày tí đập răm cả nhá lục hông Henry Kissinger tí bạc xa rõ bỏ lục bảo thế nít thập ở đây Nixon bạn bà con phải chôm mối đảm bây xa xua dự bó rồi bỏ nẹ bị phía sự thân ca chậm nàn mùi khai cơ một nửa ngày ti đập ra mùi tọa lá cứ mùi sắp đa cơ ca bỏ ca rồi bọc xa thiên hạ rọt máy lưu ký sinh ghế khi sinh gỡ bạn bà con phải chôm khăn bị phía sự thân ca xa chỉ thầm mây tiết hỏi bàn xâm rách anh ở vọt chút tất xa lê bây tài mà đòn bản tay chúng phố lúc bởi thiên nhiên thập ở đây ảm rịch Richard Nixon cả thư ổn trà côm dù thiên nơi bởi thiên cảm bởi chí vì chí rương mùi đợt sử dụng mạng đòi hát thả sân kìm nơi bởi thiên cảm bởi chí chí sân kìm đại ách bàn bình tục chí môn nà mùi trời bởi cho mục nâng nâng rốt sắp hía nà mùi trời xa thiên ạ mà tệ có tố chỉ muốn nâng thả vì cá xâm rạp chui bởi tế cảm chí có mình tiết nơi tí bằng phót lúc Nixon bàn xâm rạch anh hình nhạt ao cơ xuông ca bia bảo tế xa rõ đàm rách bởi bà thôn thiên thả vì cá lê pram rôi pram mùi tài mà đó hai ao bằng bởi bà xâm rạp ao cháy thư ca à phí vót từ bởi bà sân bố nơi bê nút sẽ tự cách bởi tế cảm chí trời xe đầm nai ca tàng sróng đào sừng kìm ất biển tục nơi khăn ông bê đồ đà nô ở đông sân này lần nó đã tớp nâng bàn trờ tàng tăng chìa xe nà bà mốc ca bì khai mê xá trờ rí rô cụp mì xô bái đầm bây riêp chôm rà bọp xa thiên hạ rọt phóng hồi túp tôl tình nâng con tọp rây Việt Nam cùng mê nơi khăn ông bà tế phóng nơi chân nằm bà bòm bà mùn rô chất sập nô con tọp khám ai gà hóm bạn khai thì chỉ còn tốt bởi dụt mùi đồ khẳng khá. Hồi viên chân năm mùi bom bằng buôn rồi chất sắp đồ mùi bom bằng buôn rồi chất sắp mùi còn tốt xa thiên ả rốt khám ai bạn vi dô khát mùi chùm nuôn bạn mộc vĩnh cứ khát từng trái rốt tà nạ kỳ rí, mần đồ kỳ rí nâng mùi phía thông nơi khát cổ trẻ. Bởi chứ chân khám ai bảo mạn đọc phí rối có bạn trời rộng bọc mộc vĩnh bọn ta đã còn tốt Việt Nam kháng chương khách khom ca bia phơ lùm Hồ Chí Minh dàng sạch sáng đồng bọn mũi chùm nuôn nơi khách cầm bụng thông tàng mũ nâng phânay trao kháng chuyên tình lê mê cúng nông khách cầm bụng chám bọn tàng phânay kháng chương nơi phânay ảnh đi nơi phânay ảnh sáng nơi khách xem riêp bàn thật lẹ dàng chấp rõ hát tử vinh nơi nông cần đập đáy mạch chà mật ca có sang xa thiên ả rốt khám ai bàn bảo vệ tư chì phơ cá chạp tăng bì khai prám ồ chạp tăng bì thang ngay prám khai cả nhà chân năm mùi bòm bàm bùn rồi chất sắp cư thang ngay đài lúc xe nà bà mộc lôn nol bàn xôn nha nơi chùm bù mốc bà chìa chìa thả
nâng bậc ca sa thiên hạ rót nơi khôn ngôi dạ bê bì khai khẳng mục. Nơi thay tì bàm mùi tỏ la chân năm mùi bòm bàm bùa rồi chả sập đồ đài nụ. Sa phía tăng bí bàn xâm rách bậc ca rập bọp sa thiên hạ rót nơi thay tì bàm buôn tỏ la chân năm nụ ai. Nơi thay tì bàm buôn tỏ la rập bọp sa thiên hạ rót bàn trời bậc ca đôi ca cầm nọt. Nơi thay tì bàm buôn tỏ la nụ rót tha bí bá bậc cùl phía rạc kết chặt cháy. Cả chặt cả tạ tay rót thông nguồn thơm mây. Từ ao rốt sắp hìa. Nơi thang ngay đọc rằm buôn tỏ lá rốt sắp hìa bàn chất tăng lục ưng. Ưng mứng. Ao tự tu phía rạc kết nì. Nơi thang ngay mà phây bây vị trí cá. À nát xa mà chất sắp hìa trời bình dìa bê mùi chân năm bằng tỏ tiệt. Mùi chân năm cơ mộc nơi thang ngay tì đọc rằm buôn tỏ lá chân năm mùi buôn rồi chất sắp mùi. Lục chít. Lục. Trên hình đại bàn trời sắp hiếp tánh tăng dìa bàm mục rốt. Rồi hốt mà đọc bình ní. Bởi thiên nhiên thật bởi đây bàn bọc cả rùm liên sắp hiếp tăng bí. Hồi bài khai sắp mà chất sắp hiếp áo tới chía. Sắp hiếp thông môn tạm đoàn. Bấm tóc bí rốt thông môn bàn tạ tay ngồi hỏi. Kê trời dục tự đạc cho ca. Kê trời dục tự đạc. Xôm ca dục prôn bí bởi chí chân. Nơi thay tì đọc. Ủ sắp hiếp cho năm mươi bốn bằng mùa đôi chất sắp bí tạm dạ cả bỏ chân áo bởi chì mật tế. Rốt thông luôn thơm mây bàn tờ tu chục chây đồ thông. Không chùm nào bởi chì chôn đại bàn tờ bỏ chân áo chùm nuôn mùi liên bằng mùi xa nét. Bởi chì chôn mùi liên bàm xa en bàm mơn bằng mùi bò nét bàn xâm đánh cả bên chất. Rốt bọc kế chùm bùa rốt thông luôn thơm mây. Bạn tốt mà tiết kỳ riêp chôm kà bó chân áo chứa rửa protein như thập ở đây nơi xa thiên ả rọt khám ái. Bạn khá chôn đã cho chú mua miền bầy rục. Thì mỗi lúc xe nà bà mộc lần nol, lúc ân tăng, nâng lúc kèo on. Tạm kà bó chân áo protein như thập ở đây bàn bật tơ nửa thangai tỷ buôn mị thô ná chân áo mùi bòm bàm bùn đôi chất sắp bì đỏ đài. Lúc xe nà bà mộc nọ, xe nà bà mộc nọ. Bởi mốc lần nol đài đầm nang chả ron mùi bởi phết bởi bàn tờ nâng chả ron bởi chi thập bởi tay sẽ rên yếm bồn cư nâng đi ca sát đắm bàn tờ tu sẵn lạc chân áo trơn chẳng kì cư pram sáyên pram pi mơn pram bay bón pi rôi bay xâm lên bà kịch chi pi rôi cư ha sạc buôn bia ca sạc bay pi rôi. Bạn tâm mốc lúc ân tăng đại chia nẹ xa thiên hạ nạ rôn này dũng đầm nàng ao nên đi ca gần đá. Hồi đàn chỉ nẹ đại tử tu cho rùm chùm này dàng sạc cám khôn ông ca tầm lẽ xâm bạch nhờ rô đom xe nụ. Bạn tử tu xâm lên pi sáyên pram mơn pram pi bón bây rôi mập hay xâm lên. Bốn cư mập hay buôn cơ bia xa xâm buôn phía rôi. Rì ai lúc kêu ón vĩnh. Đại đầm nang nên đi ca chuyến. Hồi đại miên lùm yên tờ rôk. À tay tạ. Bà mục rốt xâm đạch nhờ đồng xe nụ. Nên cơ mai cơ hôm bàn tờ tùa. Pi sáyên mùi mơn. Bàm pi bón. Bây rối xa xâm mùi xâm lên. Bố cứ mập hay cơ bí. Học xâm mùi phía rồi. Cá có cát lá ưng nây. Đã bóp xa thiên hạ rốt cơ mai. Các bậc ca rập bọp xa thiên hạ rốt khám ai nơi thường ngày thì bạm buôn tổ la chân năm mươi bọn bạm buôn rồi chật sắp. Chỉ bạc tạc ca bạp bọt xa mùi đo xâm khắn chùm bùa bạc chì chôn khám ai. Có đôi chì chùm bùa dù bạc chôn nâng bạc nhập bọn khám ai đài. Tu ong xâm khắn mần mên miên tai ở đông xa nây lần nol nâng nè ong bạc cha xì xa vạt xa rì mạ tạ. Lục ân tăng nâng xa phía tàng bì bạc nọ tê. Tu ong xâm khăn mà nẹ tiết đại kê bùm sơ dục mộng đi dưới nâng sổ xế bần tay đại chi nẹ run chân bà tê Campuchia chupu tà rô ca bọc ca rạp bọp xa thiên ả rọt khám ái cứ vi đạ xin này ai lôn nol ồ xâm tổ vi đạ xin này ai lôn nôn bà ôn rạp bọ rạp bọ đông xin này lôn nol bạc miên lôn nôn bà ôm tiang bạc. Bạn nhầm vốn khám ai mùi phía thông đủ tế ca bọc ca rạp bọp xa thiên ả rốt nơi thường ngày thì bạm buôn tổ la chân à mùi bọn bạm buôn rồi chất sắp. Có bụng ai bật tờ bàn đáy
pruh nơ pê đai sâm đách nô đom xe nô bàn trời tùm lẹ chân pi ẩm nạch đào xa phía tăng pi nơ thang ai tì đọc rạm bây mị nia chân nam mùi bòn rạm bùn đôi chất sấp. Ở đông xe nơi lần nol nơ miên ca sạc tư nơ lao y. Rì ai nè ông mà cha si sư vật xe rây mật tạ đã chia mất rạp bò ở đông xe nơi lần nol tăng pi nơi khổ má. Có mình đai bàn kết ông pi rương hì tê. Dương tư ta mà tệ khá là kào bì ca đánh con tò Việt Nam cùng mình đi chân pi tự đầy khá máy. Mù là hết đại bàn chùm rung aoi nè ông mà cha xe rây mật tạ tâm lẹ xâm đạch nô rô đông xe nụ. Cứ chí ca sọ ọc bơ mực xài bà rít chú vốn nô rô đông. Đại bàn trời bà răng đã ao lãng sau riêng xâm bạch chùm nụ. Bà ông mà cha xì sư vật mù nì rết. Đại chìa ở bục mi rô bò bà ông. Các bất cứ chia tùm nuốt môi đồ sưu sáu nực nông ca cầm nốt nì dù bài kào bà tê. Xâm đạch nô rô đông xe nụ chùm rôn bà tê kàm bà chí ao chô cùng mà ní chìa bì xếp bà tê chân. Rì ai nè ông mà cha xì sư vật rây mà tạ. Lúc chọn dốc bà châm bà tê thư chìm lô thán dù tà xa. Nè bì phía bà bọt xa mùi chùm nuôn, con xùm con đồ chân thà, bọt tàng bì ong rà bọt bà bạc. Ong đuông cư nù rà đóm nâng xì xì bát miên chạ khô nì mất, khô khní. Bà bạc nù rà đóm tàng tài dục, cho là nạ bà bao bà chăng tà nâng bà ráng thư chì thống. Rì ai bà bạc xì xì bát đạo lúc miên chùm nữ thá. Miên tài bà ráng tê, đại ai nôm bà tê chú bù tà rô phíp xì mai tùm nợp. Nè bì phía tàng nu thưa ca xong để than thá sai si sư vắt ở đã xa cổ đáy rộp bà ông đuông ban rừng mòm chiêng nơi bê kroi một tiết bà ông mà cha sẽ rây mặt tạ ban miên chùm hô đôi bà bát si sư vắt đôi chân ở đây xong bách nốt đông xe nụ bàn trơ bà răng áo đạc sau riêng có bật mến bần tay bà ông bà chia chơi dục chân cùng đi đại chia bằng ai tử vinh. Nhi chỉ còn tại chỉ ca xong này than có xong cô bà nó. Nên chân năm mươi bốn bà bốn đôi chất sập nú. Nên ông mà cha xí xô vắt xe rê mà tạ. Dù khuyên thá ca tầm lẹ xong đạch nô đom xe nú. Chỉ ọ cả muối đô lỗ. Tầm rắp bài tờ rôk bà châm bà tế vinh. Bà ông dốc chất tục đạ chi bì xe ông bì bà nhà ní. Tù chi trời co sang rà bọp xa thiên ạ rốt. Rư xa rà bọp rì chi nì dôm lăng vinh tại đây. Bà ông chọn cổ sang rộp bộ bì chì nì chúm bần tay sẽ thân ạc ca mận ảnh nhát bù con tốp bà nhập vô nâng dụ vụ chún bà thân chọn bán rộp bộ sát thiên ạ rọt. Luôn nún bàn chí liệt dục sẽ thân ạp hiếp ní đầm bơi đần đam dục hôm nát xâm rạp khuôn anh tàm đoàn tư. Nơi tí bòm phót bà ông mà cha sẽ rì mặt tạ cô bần đoài ôi luôn nún nâng bà nhập vô bà ca rộp bộ sát thiên ạ rọt. Nè xa thế nạ rốt này dùng khám ai miên tăng bì dù nà bọc hơi. Bọn tay chơi rơn tài chi nẹ đáy bàn riêng chôm bọc bà thoa bà răng. Cho lần này bàn chắc bà đàm chân dù lúc riêng chi sân nâu này dù bài mùi đồ sầm khắn. Nè chân mùi bọn bà môn rồi học sập. Chỉ mùi nâng đi sật khám ai mùi chùm nuôn đôi chín. Mùi chùm nuôn đáy để chân mùi bọn bà môn rồi học sập mùi. Bàn bằng cao sầm mà cung xe công nơi khôn bà tê bà răng. Nếu bây đại bộ công mà đi Việt Nam bằng cọp tốp từ nơi khốn bà tế cảm chía nơi bằng đam chân năm mùi bọn ở nơi chân năm học sập lửa đài nụ nhẹ xa thiên nạ rốt nì dũng chắp cao chìa khốn tôi tốt nơi tam mà hà vi xí lấy khốn ông chùm nào ông nẹ sạc xa 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 bà răng chắp tăng bích chân năm mùi bọn bằng buôn đôi học sập bộ nhẹ xa thiên nạ rốt nì dũng bà màn đọc bàm pi. Rồi có đọc bầy rút, ta anh ta nông khí nha, một group bởi chung chia sống ngắt nơi bà tè mũi, rồi bỏ đồng sân này ai lồn lún, nơi chất vọt hà kẹ, vọt hà, các bài xưng, xưng còn tuột, chùm ngay bà màn mà phây cơ lô mát bì tì cà rộng bình bình. Các bài bà nhập vọt mùi chùm nuôn thông đài bùm sqo khí nha tàng ổn hữu tế, bùa bà nhà xâm sốc nâng bà nhà lạ mục. Chào lăng dàng khăn, kì xung kết khuyên tha mần nụ bây nét tài nè chọp tình nâng. Vì đã xin này ai luôn nún,
nè thằng bay nè nó cứ vì đã xin ai lâm chuôn luộc thong xứng luộc thong lâm huôn lâm huôn lâm huống luộc lương rán nâng luộc huốt thiêm đại chi nè đặc bằng vòn một mực rống tam dịa Renault cần chả bọc quát tới châu bà chung chỉ môi nâng vị đại sản này ai luôn luôn cổng đại lục luôn hiểm tại tại nhóm tới chụp chung vị đại sản này ai luôn luôn miền ạ đôi chìa sừng cung bị tú rùa chăn bót sừng cung bị tú mòn tên xuân prom tiếng nạc sát mùi chùm luôn phong đài ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍18មីនាគេបានដឹងថាបន្តិចមកទីថាអ្នកដែលបានខិតខំពង្រីកស្នូលអ្នកសាធារណរដ្ឋនិយមបានជាច្រើនឥតករណីក៏ប៉ុន្តែមុននឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះគេឥតបានស្គាល់គ្នាទាំងអស់ទេពីព្រោះគេត្រូវការពារអ្នកទាំងនោះកុំឲ្យពួកខ្មែរក្រហម ឬក៏ចារកម្មប្រទេសកុម្មុយនីស្តជាពិសេសពួករាជានិយមព្រមទាំងក្រុមអ្នកអង្គម្ចាស់សេរីមតៈធ្វើឲ្យខកបំណងបានទោះបីគ្មានអ្វីដែលបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាអ្នកអង្គម្ចាស់សេរីមតៈចង់ស្ដាររបបប្រជានិយមឡើងវិញក្តីរបបប្រជានិយមខ្មែរបែរដែលតែងតាំងពីឆ្នាំ1955មកបានត្រូវសម្ដេចនរោត្តមសីហនុរក្សាទុក សម្រាប់តែធ្វើជានិមិត្តរូបតែប៉ុណ្ណោះក៏អ្វីដែលមិនអាចប្រកែកបាននៅពេលនោះគឺការដែលអ្នកដែលបានទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបែកគ្នាជាពីរក្រុមទីមួយក្រុមអ្នកអភិរក្សនិងក្រុមអ្នកសាធារណរដ្ឋនិយមរបស់វីរៈសេនីយ៍ឯកលន់នុនដែលក្រោយមកបានឡើងឋានៈជាឧត្តមសេនីយ៍ ក្រុមទាំងពីរនេះប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញរីឯបញ្ហាដែលចោទឡើងនៅពេលនោះគឺសុខភាពរបស់អដមសេនីយ៍លន់នល់ដោយលោកមានជំងឺប្រចាំកាយទាំងធ្ងន់ធ្ងរគឺស្លាប់មួយចម្រៀងស្លាប់មួយកំណាត់ខ្លួនតើវីរៈជនណានឹងត្រូវដឹកនាំសាធារណរដ្ឋខ្មែរតើអដមសេនីយ៍លន់នុនជាប្អូនឬក៏អ្នកអង្គម្ចាស់សេរីមតៈ មួយវិញទៀតនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនៅពេលនោះអ្នកឱកាសនិយមមានច្រើនជាងអ្នកប្រកាន់ជំហរគំនិតជាក់លាក់អ្វីដែលសំខាន់គឺបុណ្យស័ក្តិកិត្តិយសមុខមាត់និងការអែបអបបោកប្រាស់យកអំណាចដែលជាហេតុនាំឲ្យប្រទេសទៅរកអន្តរាយការបែកបាក់ជាពីក្រុមនេះបាននាំមកនូវការច្របូកច្របល់មួយដ៏ធំ នៅទីបំផុតអង្គភាពពុករលួយបានប្រកាសបព្វពួករីករាលដាលពីពេញប្រទេសរីឯយុវជនក៏បែកគ្នាជាពីរក្រុមទៀតបញ្ញវន្តនិងយុវជនដែលសង្ឃឹមទៅលើរបបខ្មែរទៅលើរបបថ្មីមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយក្រោយមកប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃទី 27 មេសាឆ្នាំ1972រវាងយុវជននិយម អ្នកអង្គម្ចាស់សេរីមតៈនិងយុវជនប្រកាន់ជំហរសាធារណរដ្ឋនិយមតាមអដមសេនីយ៍លន់នុនដែលគ្រប់គ្រងរបបសាធារណរដ្ឋពិតប្រកបគ្មានជំរឿសអ្វីទៀតក្រៅពីផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីរបបនោះឡើយនៅឆ្នាំ1973សហរដ្ឋអាមេរិកបបងសាធារណរដ្ឋខ្មែរចោល នៅខែមេសាឆ្នាំ1970នៅពេលដែលកងទ័ពវៀតណាមកុម្មុយនីស្តចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពអដមសេនីយ៍លន់នល់នៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយមួយដ៏ធំលោកនិចសុនបានថ្លែងថាជំនួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ទៅឲ្យប្រទេសកម្ពុជាគឺគ្រាន់តែជា គឺគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យខ្មែរការពារអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ
គឺមិនមែនសម្រាប់ឲ្យខ្មែរចូលប្រយុទ្ធក្នុងបកសម្ព័ន្ធណាមួយនោះទេតាំងក៏ពិតទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានជឿជាក់បានជ្រើសរើសយកយុទ្ធសាស្ត្រចុងក្រោយនេះរួចស្រេចទៅហើយលោក ដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះសេតាវិមានទឹកនោមសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ប្រទេសដោយផ្ទាល់តែម្ដងដោយបញ្ជាការរបស់លោកគីស៊ីកែសូម្បីតែលោកវីលៀមរ៉ូហ្សេរ៉ូហ្គើររដ្ឋមន្ត្រីការពារស៊ីរដ្ឋមន្ត្រី ប្រទេសអាមេរិកក៏នៅស្រពិស្រពិលដែរសារអាមេរិកក៏ចាប់ផ្ដើមផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យកងទ័ពខ្មែរនៅពេលនោះហើយជំនួយហើយបង្កើនចំនួនកងទ័ពខ្មែររហូតដល់20,000នាក់អដាមសនីអេលិចសាន់ដឺហេកបានដែលបានធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះពុំមែនមកពីស្ថានភាព ស្ថានការណ์ទេគឺគ្រាន់តែជំរុញច្រានដើម្បីការប្រយុទ្ធគ្នាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីពេលនោះមកដែរដែលអំពើពុករលួយក៏រីករាលដាលយ៉ាងធំនៅក្នុងជួរកងទ័ពគឺនៅពេលដែលកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានកើនចំនួនទៅដល់20,000នាក់ហើយទទួលការពឹកវើនយ៉ាង មុំតំពីសំណាក់កងទ័ពវៀតណាមកុម្មុយនីស្តព្រមទាំងជំនួយជាសម្ភារៈយោធានិងសន្លឹកសន្ធឹកសន្ធាប់ពីប្រទេសចិនប្រជាមានិតទន្ទឹមនោះការឃោសនាបញ្ចុះបញ្ចូលផ្នែកនយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហមក៏កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងទៀតថែមទៀតបើគេបែរមកមើលកងទ័ពរបស់ឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់ វិញកងទ័ពប្រកាសមានចំនួនកាន់តែតិចទៅតិចទៅនៅឆ្នាំ1906ចិត្តសិបមួយកងទ័ពកងទ័ពខ្មោចមានចំនួនដល់ទៅ26,000នាក់រីឯកងទ័ពចំនួន43,000ប្រមួយពាន់នាក់បានបាត់ខ្លួនមិនដឹងទៅណានៅដើមឆ្នាំ1973សន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសរវាងអាមេរិកនិងវៀតណាមកុម្មុយនីស្តតម្រូវឲ្យកងទ័ព សុខចិត្តយល់ព្រមឲ្យកងទ័ពខ្មែរក្រហមឬក៏មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីវាយយកភ្នំពេញដោយខ្លួនឯងបានដែរតែកងទ័ពវៀតណាមកុម្មុយនីស្តត្រៀមធ្វើអន្តរាគមន៍ជាជនិតនៅផ្នែកខាងជើងនិងផ្នែកបពារនៅពេលដែលកងទ័ពខ្មែរក្រហមរុលយ៉ាងណារុលឆាប់រហ័សឆ្ពោះទៅរកទីក្រុងភ្នំពេញដោយ កាត់ផ្ដាច់ផ្លូវដឹកស្បៀងអស់គ្មានសល់ប្រជាជននៅជនបទក៏នាំគ្នារត់ចូលទីក្រុងភ្នំពេញយ៉ាងច្រើនជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាជននៅក្នុងរដ្ឋធានីកើនចំនួនដល់2,500,000នាក់បើគុំតែសារ៉ាមរិចដឹកស្បៀងមកឲ្យតាមយន្តហោះអ្នកទីក្រុងប្រហែលជាត្រូវដាច់ពោះស្លាប់ឬក៏ប្រកាច់ប្រកាសប្រកាច់ សំទោសឬប្រកាសបច្ចៈគ្នាដណ្ដើមអង្គរដោយកិច្ចពុំផុតឡើយនៅឆ្នាំ1976ដល់1974ដោយសំអាងទៅលើសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំខ្លួនបោះបង់សាធារណរដ្ឋខ្មែរចោលតែម្ដងហើយបង្ខំឲ្យឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់ធ្វើការចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរួមរំជាតិរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុ ថ្ងៃទី22តុលាឆ្នាំ1972 លោកហុងរីហេងរីគីស៊ីងើបានមកពីទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីឡើងពីការចរចានោះនៅថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ1973ឥណ្ឌូនេស៊ីលន់នល់ប្រកាសមិនជួយព្រមចរចា 2-3 ថ្ងៃក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដែលបានត្រូវចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី 27 មករាឆ្នាំ 1973 ឧត្តមសេនីយ៍អេលិចសាន់ដឺហេកមក
chụp ở đồng sân này lần nó nơi phần bình lúc Alexander hết bạp ở đồng sân này lần nó thả lúc bật thiên này tập đây nó chọn bàn sầm rách bằng thoi ăn tra cung dù thi là bỏ ảm rách nơi không bật thị cảm chỉ hỏi nơi con xin bị ở nơi không xin phở mùi là bỏ lúc William Sagro thật xe được chẳng thà nơi bên nút bọn tóc bị bàn đập ở đồng sân đây Alexander lúc Alexander Heck hỏi có đồng sân đây là nó thật lẽ tập này trao rút bài nông đã ở đồng sân đây rút bài nông đã ở đồng sân đây Alexander hát rồi có dùng tạm đoàn bọn tay cứ chạp tăng bị khai mẹ ra năm mươi bom bộ rồi chết sắp bay nụ đá đồ thay ti đập răm xây ham năm đồ đá đại xa rõ đàn bệnh chạp đám tầm lẹ có độc bay dàng khăn đạch bọt nơ lưu tức đây con tốp của mình đi nơi khăn nông bà tế cảm chia nơ đã khăn khmai cỏ hóm ai nó vẫn kê bùng prom cho cha xong tập hiệp chìm mùi nâng sa thế nạ rọt không ai chạy chỉ đạch khát bị bố con tì krong bè căng chong ai bật không ai gọt hóm căn cắp ẩm nát khăn ông cô đáy tụp tôl tên ngân Việt Nam xong chạy tha bóng bôn cùng mình đi tặng pin đi tạm bất tứ mình trời khỉ tê bật tế chân to tay nâng sâu viết dạng khăn สมาคมโซเวียตได้คอนโทรลปีติกรงฮานอยบรรทออปีขมายกระห้องประกันเหมือนจอจ้าจิมวยในขมายกระจิมวยติกรงผมเป็นในทางไอตีสมโตในค่ายกลมเพชรชั้นมาปนผมบุรีจัดสบายติกรงฮานอยก็ประดับจมนุ้ยได้กีทลอบรอเตอร์เอาขมายกระห้องได้ในติกรงไปกลางไอโนเวนคิวสมพรบานเตอร์ตัวตัวอย่างอัตกระท้อมโดยจีประมุกรอดใน bất tích cảm chia rui chia sạch rứ ai cả đom nô đom xe nụ vốn có bàn trơ khmai cờ khom ăn này nhát áo dương mốc nông đồng bón tùm đỏ đài ok chẳng xong chạy ngày bình ý hay nâng bình tổ nơi video bình tốt nơi thay sạch của con chẳng xong nhìn đi bye bye.